giới thiệu với lại mọi người một sản phẩm cũng là men vi sinh, nhưng mà hôm trước thì mình đã nói về Life Space rồi, thì hôm nay mình nói về một cái dòng men khác mà Thanh gọi là rất ưng ý cái dòng men này luôn. Đó chính là dòng men của Brower. Đây. Đây là men vi sinh của Brower. Cái dòng này là dòng Brower Baby and Toddler, là cho bé từ 9 tới 36 tháng tuổi. Brower cũng có 3 dòng tương tự như của Lifespace, đó là dòng cho bé từ sơ sinh cho tới 9 tháng tuổi, dòng cho bé từ 9 tháng tuổi tới 36 tháng tuổi, và dòng cho bé từ 3 tuổi trở lên, là 3 dòng của men Brower. Thường thì mà nếu mà các bé nào mà có đã sử dụng qua nhiều loại men vi sinh rồi mà mình cảm thấy là chưa có ưng ý loại nào hoặc là chưa có cải thiện nhiều cho bé, thì Thanh cực kỳ recommend các mẹ hãy thử dùng một lần Brower xem như thế nào nha. Tại vì Brower từ trước tới nay á, thì theo Thanh thấy là khá là nhạy luôn. So với bé của Thanh và các bé của các mẹ mà Thanh đã từng tư vấn thì hiện tại là cái Brower là cái gọi là nhạy nhất và dễ thích hợp với cơ địa của bé nhất luôn. Thì men thì mình cũng có, bên Thanh là có men của Brower nè, men của Lifespace, Optipack hoặc là Swiss. Nói chung là cũng nhiều hãng cho bé, nhưng mà soi mỗi hãng thì đều có một cái hay riêng. Nhưng mà đặc biệt ở đây Brower là Thanh thấy rất là nhạy, và đặc biệt cho những bé mà xưa giờ là cũng sử dụng qua vài loại men vi sinh rồi mà chúng ta chưa thấy là thích hợp cho bé hoặc là cải thiện nhiều, thì chúng ta có thể sử dụng cái men này. Men này hoàn toàn là tự nhiên, không chứa gluten, không chứa lactose, nên các bé bị dị ứng đường lactose đó, có thể sử dụng được luôn. Cái hương vị của nó rất là nhẹ nhàng, dễ, tự nhiên, không có khó uống luôn. Và đặc biệt một điều á, theo như Thanh thấy, bé của Thanh đã sử dụng á, cả Brower, cả Lifespace rồi á, thì á, cái Brower này Thanh thấy là nó dễ tan hơn là cái Lifespace một chút. Cái Lifespace cái nước phải hơi ấm ấm, nhất định phải hơi ấm nha, chứ nào nếu mà cái nước nguội bình thường, nguội ngắt luôn á mà mình pha cái men á, thì Thanh thấy là nó khó hòa tan hết, nó sẽ còn dính lại một cái lượng men khó hòa tan. Còn cái này á của Brower Thanh thấy nó dễ hơn, rất là dễ, giống như là pha sữa cho bé đi, thì có thể bỏ một muỗng men vào và lắc đều một hồi là men sẽ tan hết cùng sữa luôn. Còn đặc biệt là men của Lifespace á, mình không có bỏ vô sữa nha. Men Lifespace là mình chỉ pha một lượng nước nhỏ rồi cho bé dùng, hoặc là vài giọt nước rồi để lên đầu ti của mẹ cho bé ngậm bé bú thôi, chứ mà không có pha vô cả bình sữa. Là vừa pha vô cả bình sữa đó là cái khả năng mà không tan hết hoàn toàn của Lifespace nó lại cao hơn. Nên nếu nói mà dễ sử dụng á, thì Thanh recommend là cái Brower này cực kỳ dễ sử dụng luôn. Chỉ cần để vô bình sữa hơi ấm nhẹ thôi, lắc một hồi là sẽ tan theo bình sữa luôn. Và Thanh nói thêm thì cái Brower này được gọi là Natural Medicine Probiotic, nghĩa là một cái sản phẩm dược phẩm thiên nhiên cho bé, chứ không có dùng hóa chất. Đặc biệt là kết hợp giữa nhiều chủng men lợi khuẩn khác nhau, nên rất tốt cho hệ tiêu hóa của bé luôn. Men vi sinh á, thì cái loại mà infant á, là loại từ bé sơ sinh á, tới 9 tháng tuổi á, thì là có 15,2 tỷ lợi khuẩn. Còn cái loại Thanh đang cầm trong tay từ 9 tới 36 tháng tuổi á, là 17,6 tỷ lợi khuẩn. Còn cái loại là từ cho bé từ 3 tuổi trở lên là có 18 tỷ lợi khuẩn trên 2 gram. Thế nếu dùng cái muỗng đông của Lifespace là một muỗng 1 gram, thì cái muỗng đông của cái Brower này đó, cái muỗng sẽ to hơn, cái muỗng như thế này. Đây, cái muỗng này sẽ là 2 gram và mỗi ngày bé sẽ sử dụng một muỗng này. Men vi sinh Brower nổi trội đặc biệt là chủng lợi khuẩn Bifidobacterium và Lactobacillus. Bifidobacterium là chủng lợi khuẩn sản sinh ra các chất kháng sinh, enzyme hoặc protein làm ức chế hoặc tiêu diệt vi khuẩn có hại. Ngoài ra chúng còn sinh ra các vitamin, đặc biệt là các vitamin B và vitamin K2, các vi chất có vai trò quan trọng trong quá trình sản sinh năng lượng, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.
Lactobacillus được ứng dụng trong rất nhiều chế phẩm trong phòng và điều trị bệnh, là chúng vi sinh giúp tiêu hóa chất xơ và cải thiện tốt những vấn đề tiêu hóa như đầy hơi, chướng bụng. Chúng vi sinh được ứng dụng nhiều trong các sản phẩm phòng và điều trị bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày. Đặc biệt nữa là có thêm vitamin D3, nên các bé nào mà ăn uống không đủ mà cái nguồn vitamin D3 thì ở trong cái men là chúng ta cũng có kết hợp là bổ sung vitamin D3 cho bé luôn. Đây là một cái men mà Thanh thấy là có cái hiệu quả cân bằng cái hệ vi sinh đường ruột tốt cho bé, khá là tốt cho bé luôn. Nên nếu mà như Thanh đã nói thì các mẹ nào mà đã dùng cho bé các loại men vi sinh trước đây rồi mà chưa có thấy hiệu quả nhiều thì có thể thử một lần dùng Brower. Đặc biệt là Thanh thấy cực kỳ nhạy sau khi bé dùng kháng sinh. Mà nếu được dùng liền cái men Brower này á, thì Thanh thấy là cái tình trạng mà bị rối loạn sau khi dùng kháng sinh như là táo bón á, hoàn toàn là không xảy ra luôn. Cái nào Thanh đã thực nghiệm trên bé của Thanh và bé của rất nhiều mẹ mà đã cần Thanh tư vấn về cái vấn đề mà bé bị rối loạn tiêu hóa sau khi dùng kháng sinh. Có những mẹ đó là bé sau khi dùng kháng sinh á thì bị táo bón rất là nhiều. Bình thường bé không bị đâu, nhưng mà sau khi dùng kháng sinh á xong rồi bây giờ bé nóng, bé khó đi, thì Thanh đã tư vấn mẹ là sử dụng thử và đã có hiệu quả. Rồi sau đó một lần khác thì bé lại dùng kháng sinh khác và mẹ trực tiếp liên hệ Thanh để mà mua cái, để mà đặt cái này về cho bé. Thì bé vừa uống kháng sinh xong thì đã sử dụng liền cái này. Hoặc là có khi trong đơn thuốc của bác sĩ kê thì cũng có kháng sơ, cũng có men, thì mẹ cũng hả không dùng men, mẹ cũng kết hợp dùng với lại cái men này. Thì khi mà bé hết dùng kháng sinh rồi, bé vẫn output bình thường, không có bị mà bón nhiều. Thì cái đó là một cái mà cái men Brower này là đặc biệt, là Thanh thấy rất là nhạy về vấn đề đó. Đặc biệt thì cái sản phẩm của hãng là men Brower này là hãng cũng đồng ý là bảo hiểm nên là hoàn tiền nếu mà không có hiệu quả, nên chắc chắn là cũng phải, hãng cũng phải thử nghiệm rất là nhiều rồi hãng mới dám đưa ra một cái công bố như vậy. Nên nếu mẹ đang tìm một cái dòng men nào mà thần thánh cho bé thì có thể thử cái này coi nào, như thế nào, phối hợp với bé như thế nào không ha. Hôm nay thì Thanh nói tới đây thôi. Còn nếu các mẹ muốn tìm hiểu thêm như thế nào, hay là muốn mà biết tình trạng của bé hiện tại ra sao, cần sử dụng những sản phẩm như thế nào, thì các bạn có thể click vào cái đường link bên dưới, nhắn tin hoặc là direct cho bên Thanh. Bên Thanh sẽ tư vấn kỹ hơn cho các mẹ, các bạn về cách sử dụng, tình trạng của bé nên sử dụng những loại như thế nào, hay là như thế nào, thì mọi người hãy nhắn tin cho Thanh nha. Bye mọi người.